Hello, xin chào quý vị. Lý Hương đang có mặt tại quán ốc bún riêu ốc Thanh Hải nằm ở số 14 sạc 12 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3. Hôm bữa thì Lý Hương có ăn một cái quán miếng gà Kỳ Đồng. Đây là cái hẻm phía trước mặt là miếng gà Kỳ Đồng đấy, cũng khá là ngon, một quán cũng khá là nổi tiếng. Hôm nay thì buổi trưa Lý Hương mời cả nhà vô ăn bún riêu ốc nha. Đây là chính gốc ở miền Bắc đấy. Rồi, xin mời quý vị. Tại quán thì có bán rất là nhiều những loại đặc sản ha, như là trà Thái Nguyên, trà đặc biệt 280k ha, rồi trà đặc sản Thái Nguyên bên đây, rồi một số những sản phẩm ở miền Bắc ha. Rồi xin mời quý vị vô ăn bún riêu ốc. Bây giờ thì khoảng là 2:30 giờ trưa. Và đây phần menu của quán nè quý vị. Leon gọi một cái tô bún riêu ốc ha, trị giá là 40k thôi. Ở đây thì đặc biệt là có cái nước soda xí muội, soda chanh ha, 20.000 một ly. Đây là quán bún ốc trên 30 năm danh tiếng nha quý vị, rất là nổi tiếng ở khu vực này. Và đây tô bún ốc. Ở đây thì có thêm cái phần chả mà chúng ta có thể là dùng thêm. Bên đây là cái khăn giấy của quán ha. Và hiện tại thì chỉ có một chi nhánh là ở số 14 sạc 12 Kỳ Đồng thôi. Ở đây là một đoàn khách đi xe ô tô lại ăn và mới vừa đi ăn xong. Rồi cái phần nước chấm thì ở đây có mắm tôm, có ớt tươi, chúng tôi sẽ lên một ít ớt tươi nha. Rồi có ớt sa tế, này là mắm tôm. Bây giờ thì mình sẽ thử trước cái phần nước xem như thế nào. Đây có cua, ốc và đặc biệt thì không có đậu hũ và huyết, là một điều mà rất dễ nhận biết giữa bún riêu miền Nam và bún riêu miền Bắc thôi chị. Mình thử một ít nước. Rồi sẽ cho thêm một ít chút mắm vào. Rồi, cái phần rau thì có là rau muống, chuối, thân chuối và bắp chuối ha. Với lại các loại rau, và đúng hơn xin là rau trụng, là chị ấy đã làm cái dĩa rau trụng chắc hơn. Wow. Một tôm như thế này là có giá là 40.000 đối vị. Rất là hấp dẫn. Ốc. Con ốc ở đây thì cái đầu của nó rất là to và giòn. Lâu lắm rồi không có ăn miếng riêu. Mình ăn miếng riêu rồi lắm mình bắt luôn. Bây giờ thì nước khá đậm mặn đà. Điều chuối á, do nó trụng nên cái màu nó hơi đen các bạn. Ừ.
Chua khá là ngọt. Trời khá là to. Hương sẽ mở thêm một cái chả này. Ăn xem là như thế nào. Chả này thì ăn nó giống giống là cái chả Huế. Đây có thần chuối và bắp chuối. Và nó hơi là rất là mềm nhục lên như thế này. Thì nó không có cái phần trứng nhưng mà nó cũng được gom thành một cục như thế này, khá là ngọt. Do là ốc con khá là to nên là họ được cắt ra. Ốc rất là giòn, đầu ốc do là to nên là họ sẽ cắt ra. Này là khoảng là nửa cái đầu ốc. Cua và ốc khá là nhiều thế vị.
đồ ốc còn lại. Ở cái vụ bán mà nay ở 3,7 hecta ở quận 2 không kết nối bà này được thôi. Bảy sổ đó là đã bảy sổ rồi. Bảy sổ đó mình sẽ làm dự án. Có rồi. Ờ sao vậy? Bây giờ như vậy. Chỗ anh Đoạn á. Dạ anh đã lobby xong hết rồi. Cái này chúng ta làm lấy. Nhưng mà cái tiền mà và bây giờ thì chúng ta sẽ coi coi cái chiếc chả này là giá bao nhiêu ha. Khá là ngon quý vị. Và một cái chả này thì có giá là 4.000 cho quý vị. Và tổng thất thoát của Lý Hương là 44.000 cho một buổi trưa. Bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Hãy nhấn like nếu thích nha. Và đừng quên subscribe kênh để nhận được những video mới từ Lý Hương. Bye bye.